Những người khổ đau cùng cực họ nói một câu bế tắc nói như thế này Kệ nó tới chết là xong thôi Có những người ta khổ nó mất cung cực luôn Ta nói uống cho thuốc sâu chết vứt cho rồi Cho nó xong đi Xong không quý vị Làm sao mà xong được Một món nợ chả chưa xong Mà bây giờ muốn kết liễu cuộc đời mình cho xong Có chuyện này không Không thể nào có cái chuyện này xảy ra Không thể nào có được có nghĩa là thiếu nợ là phải trả nợ, thiếu tiền là phải trả tiền, thiếu tình là phải trả tình, thiếu mạng là phải trả mạng. Thiếu cái gì là phải trả cái này. Quý vị chỉ cần chửi một người thôi, quý vị chỉ cần có một tâm ác ý một người thôi, quý vị chỉ cần chiếm hữu của cải người ta một chút nào thôi. Quý vị nhớ nè, nhân quả ba đời không sai chạy vào đâu. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy, chỉ cần một chút vật chất, một lời chửi rủa cũng phải trả nợ, phải trả nợ, không có tránh được, không thể nào tránh được phải trả. trong lục đạo là nhất định phải trả, nhớ đó từ nơi đó mà hiểu rồi thì không bao giờ dám chiếm hữu của cải của ai cả. quý vị thấy cái cuộc đời này sống không? có khi anh em lúc còn nhỏ ở bên nhau thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, như vậy mà lớn tuổi, có gia đình tức khắc khi anh em lại đấu đá với nhau vì của cải có không quý vị? Sao không có? Đừng có nói mà anh chị em mà giành giật của cải Con dành của cha mẹ kìa Trong khi cha mẹ để cho nó nhưng mà chưa kịp cho Nó đã tìm mọi thủ đoạn để lấy sớm Lấy của cha mẹ luôn Kiện cáo cha mẹ luôn Cha mẹ tức quá kiện lại con luôn Có không? Có mà từ nơi đó quý vị thấy Cái cuộc đời con người chúng ta sống Nó gì của cải vật chất thôi Nó có thể thương tàn với nhau quý vị coi Đó Bao nhiêu Cái mảnh đời Ở thế gian này Mà vì vật chất thôi mà mắc bao nhiêu tình nghĩa Nên từ nơi đó mà mình thấy rất rõ ràng luôn có những người mà gọi là làm cha làm mẹ mà mà khổ vì những đứa con mà chửi mắng, nói chuyện những cái lời hỗn ẩu có. Quý vị ngồi trong đây làm gì không có? Bây giờ là đa phần là bị như vậy đấy. Thật sự mà nói quý vị ơi, mình cũng không trách người ta. Tại mình sanh mà mình không có dạy kỹ, mình phải chịu thôi. Mình sanh xong rồi mình cũng lo đi kiếm tiền. Mình cứ bỏ người ta lăn lóc như vậy Cái cảnh đời nó nặng về cái việc mà Hư hỏng quá thì người ta học hư hỏng thôi Thế vị thấy học hư dễ không? Hư khỏi càng dạy nó cũng học được nữa Tại vì cái hành động hư nhiều quá Chỉ cần nhìn là học được rồi Nên từ nơi đó mà có khi mình sinh người ta ra mà Mà mình không siêng năng mình bổ túc mình dạy người ta Nên cuộc đời con người người ta bây giờ mới Mới đối với cha mẹ đối với anh em như vậy Chứ thật sự mà nói con mà ngộ nghịch với cha mẹ anh em mà bất hòa gì của cải giành việc của cải một con người sống với chồng sớm mà lắng gánh đất sống với anh em mà tính toán từng chút bây giờ anh đưa tiền cho tôi anh phải đưa đất cho tôi tôi làm đất của anh chừng nào anh có tiền thì anh đưa cho tôi tôi trả đất cho anh như vậy thì có khác gì là cái sự trao đổi người dân nước lã gì đó quý vị nên con người quý vị coi gì của cải vật chắc thôi có khi mình muốn giúp em mình Mà vợ mình nó không đồng ý cũng không được Mình muốn giúp anh mình Vợ mà nó không đồng ý cũng không được Thấy không? Mình không có cái quyền quyết định Nên quý vị coi cái cuộc đời con người Nó bao nhiêu cái sự khổ đau Đủ chuyện hết trơn đó, nên từ nơi đó mà công đoạn này chư tổ sư mới nói rằng là như thế nào là cứu giúp người khổ một cách chân chính như thế nào đây dạy họ tu Vậy họ tu mới là cách giải quyết vấn đề Cái khổ chân chính thật sự hiểu biết Dù là người này họ không làm giàu Nhưng mà người này có thể hiểu Và người này có thể sống được tốt Chính những đức thấy rằng rõ ràng Nếu như những đức không gặp Phật Pháp Thì không bao giờ có những đức ngày hôm nay Nhớ đó Ngoài đời Ba những đức ông đặt những đức là tên Hiền Nhưng mà những đức đâu có Hiền Dù biết rằng Ông biết con mình mình đặt tên hiền Mong cho nó hiền hậu Đúng không? Nhưng những đức đâu có hiền Chỉ là cái tên thôi Chỉ là cái biệt danh thôi Nó không có hiền Nó giữ như chằn tinh gấu ngựa vậy đó Đâu có hiền Thí dụ như ngoài đời mình đặt con mình Đức Muốn nó có đức hạnh Nhưng nó đâu có đức đâu Không phải là cái tên mà nó có được như vậy đó quý vị à Dù là có người này tên dữ nhưng nếu con người này được nghe giáo dục Vẫn là hiền Có người này tên hiền Mà không nghe giáo dục Vẫn là hung dữ Cái tên không giải quyết được vấn đề Phải nhớ đó Phải nghe được giáo dục Nó mới hiểu và mới có thể làm tốt được Nên những đức được cái tên hiền Là cha mẹ cho Nhưng mà những đức không có hiền Những đức hư hỏng và hung dữ Làm nhiều điều sai quấy Nên cha mẹ cho mình cái thăng Phật cho mình cái huệ mạng Phật nhập Niết Bàn Ông thầy, ông dạy cho mình Nếu gặp một vị thầy dạy cho mình đạo đức Thì mình có phước Nên chư tổ sư mới nói rằng Công ơn của Phật Lớn hơn công ơn cha mẹ Vì cha mẹ cho cái thăng Nuôi mình không lớn Ơn nghĩa này còn khó đền Nhưng mà bây giờ nhiều người có được cái thăng này Lại hư hỏng Vậy thì bây giờ mấy chục năm được cái thân hư hỏng này Mình làm việc sai quấy Mình đi đọa lạc Nhờ Phật cho mình quệ mạng Thì cái thân này nó mới có thể chuyển hóa làm điều tốt Vậy thì quý vị ngồi suy nghĩ và để lên bằng căng quý vị Căng thử coi cái nào nặng Phải là rõ ràng quệ mạng Nó mới có thể đoạn ác tu thiện Còn có thăng Có khi tạo bao nhiêu nghiệp chứ Để đi đọa lạc càng sâu từ nơi đó nghe giáo dục nghe đạo đức là điều vô cùng quan trọng nên công đoạn này nói cứu giúp người nghèo khổ bằng cách nào chân chính nhất nhìn thấy người nghèo khổ khởi lên tâm từ bi bố thí hỷ xả cho họ đồng thời còn nên dạy họ niệm phật dạy họ niệm phật nếu họ không niệm thì quý vị hãy niệm một câu ai với đà phật cho họ nghe bây giờ tiện lợi quý vị khỏi cần niệm cũng được nữa Quý vị chỉ cần đi ra ngoài chợ đeo chiếc máy nhỏ xíu niệm Phật đi một vòng ngoài chợ thôi. Thì bao nhiêu con người nghe. Đi ngang qua cái sạp bán cá mình không mua được mấy con cá bóng xanh. Mình đi ngang qua thì câu vật hiệu này niệm lên thì bao nhiêu con cá đó được nghe. Đi ngang con người bao nhiêu con người được nghe. Nói quý vị coi đó. Hồi sáng có một vị thầy nhận được thấy chiếc xe hơi của thầy thì để cái tượng di đà cao lên mà nghe nói từ ngoài Đà Nẵng ông chạy xe vô để có mình một à? Mà ông thầy này ông gặp những đứa ông kể những đứa nghe ông thầy này cũng cũng hơi bị lạ. <laughs> Đây cũng là những nhân vật cao nhân cao nhân bất lộ tướng. Sắm một chiếc xe xong bắt đầu là để tượng Di Đà đi hộ niệm cho người ta. Bây giờ mà lỡ làm lạ làm lạ luôn. Như Đức nói với thầy sáng như Đức nói Thầy cài thêm cái lo niệm Phật nữa Nó làm lạ rồi làm tớ luôn Thầy đi đến đâu là thầy cho niệm um sùm đố mà công an nó thổi thầy rồi <laughs> Từ nơi đó gieo cái duyên đã lỡ gieo gieo tới cùng luôn Ví dụ như chạy ngang có những người người ta không nhìn được pho tượng Ai Di Đà Nhưng mà câu vật hiệu Quý vị phải nhớ nè Trong kinh Phật nói nè Pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe âm Cái nhãn căng nó không bằng nhĩ căng đâu quý vị à Nhãn căng nó không bằng nhĩ căng Cái nhĩ căng này cái sức thu nhiếp của nó là thu nhiếp sáu căng Tịnh niệm liên tục là chỉ có nhĩ căng Còn nhãn căng này không thu nhiếp bằng nhĩ căng đâu Nhĩ căng là thù thắng nhất Nên một con người mà bị điếc là một con người này thật sự mà nói quá thiếu sót Thí dụ như người nào ngồi trong đây mà ai mà điếc thù Như đức nói chuyện gì họ chỉ nhìn cái miệng như đứt nhỏ quét thôi. Có biết những đức nói gì không? Tại điếc rồi, thấy không? Nên chúng ta mà bị điếc là phiết quá lớn. Đối với phiết căng là chúng ta đã khuyết 70%, một cái nhĩ căng điếc thôi đã khuyết 70% của các căn chúng ta. chơi vị biết, tại vì đâu có nghe pháp. Quý vị biết rằng trong thời Đức Phật còn tại thế nghe, không có nói cái phương pháp tu giải thoát mà Đức Phật chỉ có thuyết pháp tự nghe tu giải thoát chứ không có nói cách tu cách tu này cách tu nội cách, cách tu kia nhưng mà Đức Phật chỉ thuyết pháp ra vậy đó mỗi một con người tự họ tu họ giải thoát à cái căn cơ người ta cao đến mức gì đó quý vị còn trong thời này của chúng ta phải có một cái pháp tu chuẩn để cho người ta tu nên người ta phải càng nghe còn không nghe sao mà biết tu thấy không nên người già nào mà bị điếc là thôi nó quá khuyết quý vị khuyết quá luôn đó. à nên từ nơi đó mà Mình có thể giúp cho người ta nghe được câu vật hiệu Là điều lợi ích lớn lắm à, Lợi ích lớn lắm Nên quý vị coi cái phương tiện của chùa mình không Chiếc máy bấm số niệm Phật nè Cái máy nhỏ niệm Phật nè Cái máy nghe Pháp trong đó gần cả ngàn buổi hơn một ngàn buổi nằm trong đó đó Nghe mà nghe hoài nghe cũng không hết nè Quý vị nói chia sẻ Phật Pháp mà hơn một ngàn buổi Nó không đơn giản đâu quý vị à. Ngày nào những đứa cũng nói chuyện hai buổi hai buổi Điều ra một năm như một ngày một năm như một ngày không một ngày nào bỏ chân á nhưng ngày nay là chúng ta bốn buổi luôn á quý vị nói rằng á, ngồi nói á, đã khó rồi mà ngồi nghe được cũng khó lắm á không giỡn đâu á khi nói trên đây gì mà ngồi dưới á nó điện, hay nghĩ đâu đã nói là khó rồi á ngồi nghe được cũng là khó đó mà có người nghe nữa càng khó nữa Không giỡn đâu Phật nói trong kinh vô lượng thọ Người không đủ thiện căn phước đức nhân viên Không tin pháp môn tịnh độ này Nên quý vị có thể ngồi nghe Mà có lòng tin Đây là thiện căn phước đức rất dày Thí dụ như bây giờ chúng ta nói dễ hiểu là Thiện căn là như thế nào Là giống như quý vị Lúc trước đã từng học cái nghề sửa xe hai chục năm sau quý vị bỏ nghề sửa xe hai chục năm nhưng mà gặp lại người ta sửa xe là quý vị có ấn tượng liền đúng không Vừa gặp là có ấn tượng liền Thí dụ như quý vị học nghề mai đồ Mà hai chục năm không mai đồ Gặp người ta mai đồ là có ấn tượng liền Vì sao? Vì đã từng học cái nghề này Đây gọi là cái thiện căn Giống như mình đã từng niệm Phật rồi Trong nhiều đời nhiều kiếp Bây giờ chỉ cần nghe tịnh độ lại Nghe là tự nhiên tin Giống những đức không có gặp Phật Pháp Không nghe ai giảng gì nhiều Vậy mà những đức tu tịnh độ Tu một cái là tin luôn Tới bây giờ hơn 11 năm Mỗi ngày khuyên người ta niệm Phật Và lòng tin rất kiên cố Là ngay chỗ nào là đã từng tu rồi Tịnh độ rồi bây giờ nghe là tin Có những người người ta không bao giờ tu tịnh độ Quý vị có khuyên người ta người ta cũng không chịu niệm nữa Có mà Có những người ta nghe câu vật hiệu người ta nói nghe nhức đầu quá à Nghe nhức đầu quá Không nghe được đâu còn có những người mình nghe mình thấy nó du dương Mình có một cái cảm giác mình thích Có những người nghe rơi nước mắt Cảm xúc vô cùng Đó, từ nơi đó cái thiện căn chỗ nào thì nó phát triển chỗ đó nè. Ví dụ như bây giờ cái nhân viên của chùa tu tịnh độ phần nhiều là người biết niệm Phật, tự nhiên người ta tập trung về đây. Nên chúng ta ngồi ở đây là cùng một tầng số của người niệm Phật. Khi chia sẻ tịnh độ là đặc biệt thù thần. Nên cho người ta nghe có vật hiệu này là gì? Gieo cái duyên. Nên đoạn này mới nói rằng nếu họ không niệm thì quý vị hãy niệm, một câu a với đà Phật cho họ nghe. Thí dụ như bây giờ mình mua đồ mình trả tiền người ta thối tiền mình chào nó bằng câu gì à di đào phật cái bà bán đồ quá vậy trời cái gì vậy à? tự nhiên à di đào phật à, vậy đó mà cũng tiện căng nữa vậy một câu bạc hiệu chư tổ sư nói rằng Nghe qua một câu Phật hiệu Thấy qua Phật A Di Đà Tin hay là ngờ Cũng là gieo thiện căn Trong thiện căn đắc độ về sau Nên những đức môn viên quý vị là cài Cái điệu niệm Phật trong cái điện thoại của mình Khi mà phát âm Chuông reo Là bên kia cũng nghe câu Phật hiệu Và bên đây đổ chuông cũng là câu Phật hiệu luôn Hai bên đều là câu Phật hiệu Bên kia gọi Ví dụ như quý vị gọi số điện thoại của chùa mình để đặt máy đi Vì gọi một cái là quý vị nghe những đức niệm Phật liền Ở ngoài cũng là nghe niệm Phật luôn Nghe không? Tức khắc là nó nghe niệm Phật liền không nói chứ ừ. Từ nơi đó quý vị biết rằng Cái thiện căn này gieo cho người ta nó đặc biệt vô cùng Mình dùng mọi cách để gieo duyên Có cái tâm này gọi là duyên và phước kết hợp Trong kinh A Di Đà Phật nói nghe không thể nào dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về thế giới cực lạc được nên người tu tịnh độ phước duyên rất là lớn rất là lớn quý vị coi bất cứ một người tu tịnh độ nào mà nếu người đó họ phước duyên không lớn là người đó không tu tịnh độ được ừ. quý vị coi đi tất cả luôn những người tu tịnh độ tất cả chư tổ sư đều là phước duyên rất lớn quý vị coi người tu tịnh độ mà chuyên tu nè đại lão hòa thượng tịnh không có bị coi cái nhân viên của ngài không tưởng tượng được luôn đó Ngài muốn về Việt Nam mà quý vị nghĩ rằng là Hết hồn luôn á Không tưởng tượng được cái Con người này là con người gì vậy trời Sắp sửa gì Việt Nam mà đến nỗi mà Tất cả những cái Máy bay, sân bay Mà tàu, xe mà đến nỗi Mà muốn trái vé luôn đó. Mà người ta chuẩn bị người ta đi đến người ta gặp Ngài Nghĩ cái gì không tưởng tượng được Mà ở một cái nước nào đó, đó. Chứ không phải là người ở nước mình mà như vậy đó Cái duyên lớn đến mức như vậy đó còn quý vị biết rằng ngày xưa mà những đức mà thấy thầy giác nhàn nghe, mà chính thầy nói thầy tu nhiều năm nghe quý vị. Mà ngài cũng như là kẻ cùng tử cứ lao đao lặng đặng đi chỗ này đi chỗ kia, mà giống như đứng giữa ngã tư đường mà không biết đường đi. Vì mà từ khi nghe pháp và tự tình không, bộ kinh vô lượng thọ và phi người niệm Phật. Cái duyên quý vị biết rằng trời ơi, cái thời của thầy giác nhàn, thầy nổi tiếng đừng có nói nữa, chỉ có câu Phật hiệu này. Chỉ có Phật hiệu này. Nhìn được chỗ này rồi, thấy rõ ràng thì ra cái thành tựu của con người là từ ngay câu Phật hiệu này. Nên danh là từ ngay câu Phật hiệu này, thành tựu của đường giải thoát làm Phật cũng từ ngay câu Phật hiệu. Ờ. À, Trời thắng quá mà. Rõ ràng luôn á quý vị. Bây giờ những đức không nói tới những đức. Quý vị nhìn thì thấy à. Nhìn coi phải không? Học cái gì? Nói cái gì cao xa. Vậy mà người ta nghe có những người bực bội luôn á. Có những người bực bội nói chỗ trời, trời đi đến đó nghe pháp mỗi từ chủ nhật pháp gì thằng bộ câu lửa mà thuyết pháp biết cái gì đâu mà thuyết pháp Học tử nói ờ vậy mà tôi thích nghe ngộ vậy đó ta nói người ta thích nghe phải là duyên phước không mà trong khi những đức sanh ra đâu phải như vậy một con người đã từng trải qua quá hư hỏng những đức đã từng nói rằng những đức ăn nhậu té ít 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 con chó không liếm vô tay mình nữa vậy mà có những người bây giờ người ta dịnh vô người những đứa này cho dịnh cái cối <laughs> tự nhiên niệm phật vậy đó bây giờ những đứa nó thật lòng là có rất nhiều người những đứa đi ngang cái họ nói vậy <laughs> <laughs> đó quý vị những đứa nói trời ơi mắc cỡ muốn chết luôn tôi ngày xưa mà nhìn tôi người ta cũng không nhìn cái vị biết là nhậu sang ít tối ổng 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 ai mà nhìn quý vị ai mà nhìn quý vị nó xấu ít học nói chuyện thô thiển mặt thấy ghét không có cái số nào hết trơn không có một cái số nào hết nhưng mà nó niệm phật nó còn có số được phải có số không không có số sao vì ngồi đây đông với à công nhận không à. cái này là những đức nói không phải nói mình cái gì hết trơn mà những đức muốn nói cho quý vị nghe rằng cái người mà niệm phật nó lạ lùng như vậy đó đã là nói người niệm Phật là phước duyên lớn Không chi là cái người khuyên người ta niệm Phật Suy nghĩ đi Cái người có thể khuyên bao nhiêu con người niệm Phật được Thì từ ngay con người này phát tâm niệm Phật mà ra Nên từ nơi đó mà nhận đức nói rằng là Cái nguồn gốc xuất hiện của những đức là ở Từ đâu? Tịnh thất quan âm mà xuất hiện ra Nếu như những đức đi tu mà không phải gặp tịnh thất quan âm Mà gặp một ngôi chùa đi cúng Vậy là thua rồi cái nhân ban đầu nó sai rồi quý vị ừ. rất là may mắn con người này nó phát triển được thiện căn là nó gặp một cái nhân tốt nó gặp một cái nhân tốt nó được cấm gốc cuối cùng con người này tiếp nói là nó nhận thức được nhận thức được và nó chịu phát triển thì nó thành công thấy chưa vậy bây giờ quý vị gặp những đức hướng dẫn nếu quý vị mà chịu cấm gốc vào câu vật hiệu này quý vị cũng như những đức vậy đó ừ thì không khác luôn Vì những đức chính mình đã kiểm nghiệm mình nè Một con người vô dụng, một con người hư hỏng Một con người tệ bạc, một con người không ra gì Một con người thủ đoạn Tất cả những cái tội gì Đều có hết Vậy mà có thể niệm Phật được Vậy mà nói như vậy mà người ta vẫn chịu nghe Có những người chúng ta bị biết rằng nghe Trời ơi Tốt thì phe mà xấu thì che Chứ ai mà đem cái xấu ở cho người ta nghe nhưng những đức càng kinh nghiệm những đức mới nói thì ra là cái cõi đời này nhiều người xấu quá quý vị à mình mà không nói xấu là không hướng dẫn người ta tu được đâu nếu cái gì cũng là tốt 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 hết người ta nói ông ngon rồi thiện căn ông dày ông mới tu còn tôi hư gì sao mà tu đúng không những đức nói những đức hư đến mức cung cực như vậy mà nói thật chứ không phải nói đùa đâu quý vị à sao mà nói đùa được nó nên từ nơi đó mà giúp cho người ta niệm phật nghe có phật hiệu đây là gieo thiện căn đây chính là có tài thí lại có pháp thí thôi nghe một câu vật hiệu mà có tài thí có pháp thí nằm bên trong luôn một câu vật hiệu thôi có tài thí có pháp thí nằm bên trong có vô ý thí nằm bên trong luôn một câu vật hiệu có tài thí pháp thí vô ý thí rõ ràng những đức quyên người ta niệm phật thôi mà mà hai bên ngôi chùa bao nhiêu trăm người như vậy mà cuộc sống ổn định đầy đủ là có tài thí tại vì sao vì người ta nghe người ta vui người ta sống được tốt đẹp nên có tài thí Người ta nghe, người ta chịu tu, người ta tu, người ta sanh trí tuệ Đó là pháp thí Người ta nghe, người ta an tâm, người ta thoải mái tâm, người ta không sợ hãi Đó là vô ý thí Một câu Phật hiệu Có tài thí, có pháp thí, vô ý thí Rồi một cái chuyện đơn giản gì nè Nhưng mà quý vị thử mà ngồi mà nói mạnh dạng như vậy Nó phải trải nghiệm cái thời gian quý vị Chịu khó mà tu Quý vị coi Ngày Chủ Nhật một năm như một ngày Đi đến đây những Đức nói chuyện một tiếng rưỡi xong lễ Phật cùng ra ngoài phóng sanh cúng đi thực cộng lại hết gần 3 tiếng đồng hồ tu hành với người ta lễ bồ tát quán thế âm hai bên quá trời luôn lễ với người ta xong đó, cả ngày tu với người ta khuyên người ta tu mình tu khuyên người ta niệm phật mình niệm phật khuyên người ta bấm số mình bấm số thấy không như vậy mới sức thu nhiếp được chứ không phải là mình khuyên người ta tu mình đi ngủ lễ phật đi lễ phật đi thầy đâu à nghỉ một chút với con sao người ta chịu nghe quý vị? sao mà nghe? quý vị về đây lại của tá quán thế âm có bao giờ quý vị thấy những đức không lại chung không? những đức mà không lại quý vị khỏi lại luôn. <laughs> nên từ nơi đó rõ ràng không, nó phải có một cái sức thu nhiếp như vậy. đây chính là có tài thế pháp thí bố thí cho họ tiền tài có thể giải trừ cái khổ sắc thân của họ. cái này là giải quyết cái vấn đề khổ đau về sắc thân thí dụ như người mù bị cho họ ăn lo lắng cho họ giúp cho họ giải quyết cái cái việc hiện tại là họ đang muốn ăn để sống thôi còn dạy họ niệm phật thì được cái gì dạy họ niệm phật có thể khiến cho pháp thân của họ được giải thoát <laughs> thôi ơi cái thân con người sớm muộn cũng chết một lần bây giờ quý vị giúp cho họ được giải thoát đây là việc lợi ích thu thắng nhất thù thắng nhất luôn quý vị à. Đó. nên một câu vật hiệu này tuyệt vời lắm nhớ nghe Và qua tuần tình không ngày dạy nè học phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người niệm phật là niềm vui lớn nhất của đời người thành phật là niềm vui chung cuộc của đời người đã học phật là cái ban đầu nè hưởng thụ tối cao của đời người những đức cảm giác được nè cảm giác được nè hiện tại những đức là phàm phu nè những đức học Phật những đức có được cái cảm giác có niềm vui nè những đức nói thật lòng chứ cái cảm giác của những đức mỗi ngày nghe dù là một ông giàu sang như tỷ phú cũng không vui bằng những đức nói mạnh dào một câu luôn ngày nào những đức cũng sống rất là vui vẻ có những người hỏi những đức mỗi ngày lo cho nhiều người như vậy có bận tâm không những đức nói có bận tâm chứ không phải không bận tâm nhưng quá ít quá ít ừ. Buổi sáng nào ăn cơm với các cụ xong nói chuyện 15 20 phút các cụ nghe, mấy bà vui bà cười. Xong rồi là những đứa đi qua đại tùng lâm bắt đầu đi một vòng xung quanh chùa. vậy là thôi. Xong tới giờ ăn cơm, lỡ ăn cơm với cụ ăn cơm xong đi về lại bên hộ pháp. Về hộ pháp xong ngủ một giấc, xong đi chia sẻ một buổi, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Xong qua bên đại tùng lâm, qua đại tùng lâm ngồi ăn cơm với các cụ, nói chuyện thêm 15 phút nữa khi ăn cơm xong. Rồi xong nói chuyện 15 phút xong đi về phòng ngồi niệm Phật. Niệm Phật xong tối tôi các cụ thờ tu xong một thờ là 8 giờ 8 giờ xong đi dê lại bên hộ pháp về hộ pháp bắt đầu là lau mình mẩy bắt đầu là nghỉ ngơ quanh năm là như vậy không có cái chuyện nặng nề bực bội gì nhiều mỗi ngày thường là pháp vị vui vẻ rõ ràng học phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người quý vị coi nợ nặng không thiếu ai cái chuyện tôi tu hành tôi thiếu nợ về cái vô hình chung cái chuyện này tôi không biết nhưng mà tôi thấy hiện tại cái cuộc sống ở đời này tôi không thiếu nợ ai hết hiện tại tôi không thiếu nợ ai hết quý vị hỏi có những người công ty lớn vô cùng họ có thiếu nợ không họ có cầm cố không trời ơi nhìn thì tiếng tâm nhà cửa công ty lớn sự nghiệp bao la nhưng nợ cũng bao la à, bạn vẫn là bận tâm gần tới tết thì bạc đầu để suy nghĩ còn tôi mỗi ngày tôi còn rủ người ta đến chùa niệm phật nữa tôi không có kinh doanh gì cả tôi sống một ngày rất bình yên vui vẻ thật sự mà nói hưởng thụ tối cao tôi đang có được một chút những đức xin thưa quý vị chân thật là cuộc đời đến cái cõi đời này quý vị chỉ cần không thiếu nợ mỗi ngày sống biết đủ là quý vị đặc biệt hạnh phúc nhất giao sang phú quý mà nợ nặng trông chắc lấp đầu này đắp đầu kia vậy thì không an vui đâu quý vị đặc biệt nhất là sống thoải mái bình thường thà nghèo không thiếu nợ không? Thà nghèo không thiếu nợ Đó Niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người không? Niệm Phật là niềm vui lớn nhất của đời người Mỗi ngày niệm Phật mấy bà già cứ Đi đứng nằm ngồi cầm cái máy bấm A à, di đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà Phật A à, di đà, à, đà Phật Từ một bà già vô trong chùa cái mặt nhăn nheo ốm nhơm ốm nhách Vậy mà niệm Phật trong vòng mấy tháng đâu khác liền Bà cụ ở dưới quê những đức nhận bà Mấy tháng thôi ở dưới quê lên Nhìn bà nói trời ơi Bộ này mặt trắng gì mặt dưới trời một bà già bà không có không có được tỉnh táo gì bao nhiêu chứ như vậy mà nó được xong mớt câu Phật hiệu mà nó còn nó còn nhìn sáng sủa lên quý vị à, quý vị nhìn những đức với bây giờ 5 năm về trước quý vị sẽ thấy hoàn toàn nó thay đổi hết luôn trời ơi năm năm trước quý vị coi có một buổi nói chuyện mà có đưa lên mạng đó một cái vườn hoa bự thiệt bự ở dưới đó có một con ếch nốt đầu lên trời ơi kinh khủng vô cùng quý vị ơi Thật sự mà nói nó không có một cái số nào hết Cái miệng thì rộng như cái tô Cái mũi thì to như cái chén Đi nghĩ đi Đi thì đi hai hàng Cái tướng coi là coi là túi cái, 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 tướng, cái chết yểu Vậy mà niệm Phật bây giờ quý vị thấy cũng coi được được rồi đúng không Cái này là nó rõ ràng luôn á Bây giờ những đức nói xấu như vậy có nhiều bà già bà đến đây bà gặp những đức, bà cầm cái máy bà nghe mấy năm luôn. Bà gặp những đức, những đức nói đây là nói thật lòng đó. Bao nhiêu người đến đây gặp nhận đức, bà gặp bà làm gì nè. Những đức hỏi bà làm gì mà nhìn à Thầy nói thầy xấu quá trời luôn mà con thấy đâu có đánh nổi đâu. Những đức nói ngày xưa chưa tu á. Bây giờ nó đỡ rồi, vì thấy đỡ đúng không? Tự nhiên nghe quý vị cũng là cái miệng của ngày xưa. Mà mình thấy nó không có rộng như ngày xưa. À, tại vì sao? Vì tâm mình không đặt vào chỗ đó nữa. Nó không đặt vào chỗ đó. Nên những đức nói với quý vị là tất cả chúng ta có một cái bệnh gì lé, lùng hô, súng si cầu que, rụng răng, chỉ cần đừng đặt cái tâm vào chỗ đó nặng nề thôi thì tức khắc nó quá dậy được cái chỗ đó liền. À, nếu quý vị què mà quý vị nói mặc cảm xấu hổ quá thì tức khắc cái mặt cảm này nó nặng nề thêm đó chính những đức ngày xưa hô nè mỗi lần những đức cười ra một cái là những đức thấy cái hàm răng nó to và nó, nó thấy lộ lẫy vô cùng thì vị biết rằng những đức ưa cười là cứ <cười> thì cái tâm này nó đánh với vị thôi đừng có nói nữa tơ bờ quý vị chỉ căng đưa thẳng cái bàn nạo ra đi rồi vị đưa thẳng cho mọi người thấy đi lé nè nhìn đi lé nè tôi lé nè tôi sống tốt được rồi que nè que nè ai nói gì kệ tôi què chuyện của tôi tức khắc nó đánh tan những cái tâm bất an đó ra liền đó à, đây là sự thật đó quý vị à đây là sự thật như vậy đó còn thí dụ như mình đã từng hư hỏng sai lầm tôi hư hỏng đó được không Phàm phu ai mà không hư có quyền sửa hay không có quyền phật nói quay đầu là bờ con quay đầu là bờ bến ví dụ chúng ta đã từng lấy chồng người ta lấy vợ người ta phá thai nhiều lần quý vị được phật ấy là tiếp dẫn không được quý vị chỉ cần chân thật quay đầu là được tiếp dẫn phật đã nói quay đầu là bờ trong phật pháp từ bi đức phật nói bạn tự cứu bạn quay đầu là được cứu không phải phật cứu phật chỉ là người chỉ điểm mình là người tiếp nhận và sửa đổi lỗi lầm được cứu bất cứ hạng người nào cũng được cứu hết giống như trong thời của đức phật còn tại thế Thì hiện bà liên quan sắc là kỹ nữ bà đẹp bà khổ vì chồng cuối cùng bà hắn đàn ông bà đi làm kỹ nữ bà muốn phá hoại gia can của tất cả gia đình bà đẹp tên liên hoa sắc mà đẹp như hoa sen vậy đó đàn ông gặp bà là bủng rụng tay chân nên bà có thể phá nát gia can của nhiều gia đình cuối cùng ngoại đạo mướn bà liên hoa sắc bà anh dụ dỗ tôn giả một kiền liên bà liên hoa sắc bà nói mạnh dạng một câu rằng tất Cả đàn ông của thế gian này Không ai mà gặp bà mà không mê Mình nghĩ chắc bà đẹp lắm đó Bà dám nói một câu này Có nghĩa là bà quá đẹp đúng không mấy ông Bà nói mạnh dạng một câu mà Tất cả người đàn ông Không ai mà không mê Bà liên quan sát Đệ tử Đức Phật Cũng phải dinh. Vậy mà tôn giả một kiền liên Là chứng quả A-la-hán Tôn giả một kiền liên Là chứng quả A-la-hán nên Tôn Giả Mục Kiền Liên vừa thấy bà bà khỏi càng nói gì Thì Tôn Giả Mục Kiền Liên cũng biết trong tâm bà đang nghĩ cái gì Chứng quả A-la-hán Thấy rõ ràng Người mà chứng quả A-la-hán là nhìn vào cái thân chúng ta Tất cả những vi trùng trong cơ thể chúng ta đang lội lụm chụm lụm chụm sao Tất cả tế bào răng nhợ trong cơ thể chúng ta Thấy rõ như là trong lòng bàn tay Thấy rõ hết luôn bậc chứng quả A-la-hán là như vậy nên họ có thể diệt dục được là ngay cái chỗ nào thấy rõ cơ thể chúng ta dơ hoàn toàn còn chúng ta là nhúc nhãn chúng ta nhìn một lớp da bên ngoài bao bọc bên trong là máu mũ hôi tanh chúng ta nói phật nói ở bên trong máu mũ hôi tanh chúng ta nói bên trong máu mũ hôi tanh mình nhìn mình nói đâu có thấy máu đâu thấy đẹp quá trời đẹp mà mau đâu mau <laughs> phật nó ngộ ghi luôn người ta đẹp vậy mà là máu mũ hôi tanh nhưng bậc a à la hán nhìn thấy rõ ràng không sai một chút nào cả nếu như chúng ta mà đã chứng quả rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng mỗi một người chúng ta đang mang một cái thân nó vô cùng là dơ vậy bây giờ quý vị hãy nhận thức cái thân mình đi thì chúng ta sẽ biết liền đó. từ nơi đó tôn giả một kiền liên vừa thấy là biết tâm ý của bà thì tôn giả một kiền liên thiết pháp cho bà nghe liền Bà rút đầu sám hối Bây giờ tội lỗi con nặng như vậy Bây giờ con quay đầu kịp hay không Tôn giáo một Kiền Liên nói Đức Phật từ bi Cô chỉ cần chăng thật quay đầu đến quy y cùng Phật Thời Đức Phật còn tại thế để Các đệ tử lớn đi thiết pháp Là người mà muốn học đạo thì quy về Đức Phật để mà quy y Đức Phật dạy đạo Họ làm cái nền để mà Cho những người tu này bước đến gặp Phật Bà liên quan sát đến quy y cùng Phật Bà tu hành Sau này bà liên quan sát chứng quả Thằng thông đệ nhất Bên ni chúng bà là bậc A-la-hán Thằng thông đệ nhất Tôn giả một kiền liên là bên tăng chúng Thằng thông đệ nhất Đó là bên ni có bà liên quan sát đó Đó thì hiện rõ ràng đó Còn bên chúng tăng thì có ông vô não Một con người ác cực kỳ ác Quy y cùng Phật tu hành cũng chứng quả Nên tất cả chúng ta Ai bất cứ làm một cái điều gì sai quấy Chỉ cần nghe đạo mà chân thật Sửa đổi và muốn quay đầu Nhưng cái việc quay đầu không phải đoạn một phát Là hết được đâu quý vị Căn cơ mình đâu có thể nào đốn xả được Chúng ta phải tiệm tu Phải có thời gian nghe đạo từ từ sửa đổi Thì tức khắc chúng ta trở thành người tốt thôi Hãy cho người ta cơ hội đi quý vị Hãy cho người ta cơ hội đi Những đức nói với quý vị rằng Nuôi người già nếu như chúng ta không mở tâm mình ra Làm sao nuôi được hả quý vị Trời ơi Mấy chục năm ở gia đình mà nuôi con quý vị nghĩ Ở đây có nhiều người nuôi con quý vị Thấy cái lời nói mình nói không Khi mình chưa nghe đạo quý vị coi cái lời nói mình nói không Nó nói giả dối Nó gạt gẫm người ta Bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu miệng mồm Khéo léo để mặt muốn có tiền nuôi con đúng không Mua nãy chuối 5 ngàn bán 20 ngàn là bán vốn Vậy coi Phải không Mà bao nhiêu chục năm nó ăn sâu vào tâm khảm của mình Quý vị nói những người già này đâu có đơn giản quý vị Như vậy mà có thể ở bên cạnh và lo được Nó không có đơn giản Có nhiều người người ta gặp những đức người ta nói Trời ơi trời Con nuôi con mình cha mẹ thôi Mà con thấy khó khăn vô cùng Sao mà thầy mấy trăm người này mà thầy làm được hay Những đức nói chỉ có cái thương thôi Là làm được thôi Thương và tha thứ thôi Làm được thôi vì mình nghĩ tương lai mình cũng già Tương lai thì mình cũng vậy thôi Đó Bây giờ mình thương người ta già thì mai mốt mình già được thương thôi. Nên những đức nói rằng chúng ta tập dễ tính đi quý vị. Con người đừng có mỗi chuyện chúng ta đều là tính toán so đo từng chút, bắt bẻ từng chút. Học nhiều học ít gì, có những người học càng nhiều thì bắt bẻ càng nhiều. Tại sao học sách thánh hiền mà chúng ta trở thành một con người khó tính quý vị? Có không? Có mà. Ở dưới quê có một cái ông này những đức biết nha. Ông thì hiểu biết nhiều, học thức cao nghe quý vị. Ai gặp ổng người ta cũng sợ, con cháu gặp ổng chạy mắt dép. Ông đi đến cái đám dỗ Ông ngồi cái bàn nào người mà không biết thì mới dám ngồi Còn người mà biết ổng không ai dám ngồi bàn chung với ổng chứ Ngồi với ổng là ta sợ lắm Ta không dám gì bắt bẻ từng chút từng chút Thấy không Đọc sách thánh hiền mà trở thành người khó tính Đây là học không thông mà khó tính quý vị. Thật sự mà nói con người ta kính mình là kính Còn mình không có cái duyên được kính nó Thì thôi chứ mình đi đặt vấn đề chứ Ta như vậy lớn như vậy lớn Bự hơn người khác Người khác phải kính ta không có Mệt quá Nặng nề chi cái việc như vậy quý vị Dù là mình làm cha làm mẹ Người ta mình đã không kính mình Cũng là nhân quả của mình thôi Rồi đứa con nó đối xử với mình như vậy Thì con nó không kính nó thôi Giọt nước trước nhiễu làm sao Thì giọt nước sau nó tiếp tục mà nó nhiễu theo như vậy Hiểu được nguyên lý này rồi Thì tức khắc chính mình nên sửa đổi mình cho tốt Là được rồi Học Phật vậy thì vị thấy nhẹ vô cùng không Những đức nói một câu mạnh dạng Dặn người là khổ mình Mấy cô công nhận không Phải dặn người là khổ mình không Dặn chồng ăn công ngon ngủ không yên Ai khổ Ông chồng ổng đi sớm về muộn ở nhà Cứ bực bội ôi, ôi, Trời ơi nó đi tới giờ này mà chưa về nó đi đâu Gọi điện thoại cho mấy thằng bạn à, Chồng của em có đến chỗ anh không Gọi đầu này gọi đầu kia Để hỏi hang coi Nó có đi đến chỗ đó chỗ đó gì không Rồi bắt đầu là ở nhà tức tối suy nghĩ Trời trời nó đến con nhỏ đó Con nhỏ đó nó nắm tay con nhỏ đó nó hung con nhỏ đó tự ừ, tức thấy không phải dặn người là khổ mình không rồi mình ăn không ngon ngủ không yên là do dặn người ta mà mình chuốt cái khổ vậy đó vậy mà phái nữ nói một câu này nè thôi quen rồi muốn bỏ chỗ đó mà bỏ không được quen rồi thấy không quý vị coi nó đâu có đơn giản nên phải nghe nè phải nghe đó nên công đoạn hay nè Tại lão Hòa à, Thượng Tinh không ngày giảng, nhưng nó ghi lại nè. Quan hệ giữa người với người là quan hệ của sự báo ơn, báo quán, đòi nợ, trả nợ. Bốn thứ. Quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Không, nghe rõ ràng chưa? Bốn tướng này là do chính mình đã tạo ra. Báo ơn, báo quán, đòi nợ, trả nợ. Không ai chạy khỏi bốn cái viên này hết. Hiểu rõ sự thật chân tướng Mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu Thiệt thòi cũng không ai chiếm lợi ích của ai Hiểu rồi thì biết không ai chiếm lợi ích của mình được cả Nhưng Đức nói với bị biết hiểu được nguyên lý này rồi đó nghe Bây giờ quý vị có một cái cơ hội kinh doanh mà quý vị đang nắm trong tay Có thể lờ chuyến này lớn vô cùng Cái người kia giựt quý vị nói được rồi lấy đi giật chứ cho nó mệt Tại vì sao mà có thể làm được chỗ này vì cái phước trong mạng của tôi Nó đã tồn tại ở trong đây nè Ông lấy được không? Không Ông chỉ lấy cái của bên ngoài Mà ông tổn phước của ông thôi Tôi cũng không tranh đấu với ông làm gì Ông muốn lấy được rồi ông lấy đi Trong mạng quý vị mà có cái phước này Không cần lấy nó cũng đến nữa Không cần lấy cũng đến nữa Nếu mà tin được Thì quý vị không cần đi chiếm hữu làm gì hết. Không cần chiếm hữu Còn trong mạng nó không có cái phước này Có cầm lên đi chăng nữa cũng mắc à có những người dùng bao nhiêu thủ đoạn sức mạnh để đi chiếm hữu nhưng cuối cùng tồn tại không không bao giờ tồn tại vì bạn không có cái phước này hiểu được rồi thì không có thiệt thòi đâu quý vị à nhớ đó tôi bị người ta lừa dối vẫn vui vẻ xong một món nợ có lẽ trong đời quá khứ tôi đã lừa gạt họ bây giờ bị họ lừa trở lại vậy cũng tốt vì nợ này đã trả xong không? bị lừa Nợ này trả cho xong Hòa thượng tịnh không bỏ tiền trong túi Mà còn bị lấy Nghe nói thôi trả cho xong món nợ Hòa thượng tịnh không Nó Quý vị coi Từ nơi đó trả cho xong một món nợ Thử cái tâm bỏ sản này của chúng ta nè Bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ Mình đã trộm của họ Bây giờ việc này xem như sòng khoảng nhân quả vốn từng hoàng không ngừng hiểu được thật tướng thì tâm khai ý mở đó. hồi sáng nghe nói cái cô kia đi mua máy xong vừa mua máy móc tiền ra trả ăn trộm dứt cháy vô tới trong đây mà quý vị còn bắt an nữa đó. vì cái cõi này là cái cõi mà ngủ trượt ác thế trong chùa cũng là cái ngủ trượt ác thế cho nó nằm ở đâu Chỉ có thế giới cực lạc nó mới cách xa cái sự khổ đau cùng cực Vì ngồi bao nhiêu có người ngồi đông trong đây nè Bây giờ coi chừng á Có người đang ngồi bên cạnh cái vị họ nhìn đó. Họ nhìn điện thoại bị nhìn tiền quý vị đó Nó đùa hả trời Nó cũng khéo léo lắm chứ Nó cũng phát là mình chiếc áo lam để giống giống chứ khi mà phóng xanh nó dựa 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 vô người xuống xuống xô, xô cuối cùng chút trời, trời trời tiền nó mất tiêu rồi trời ơi quý vậy biết cái, nơi đông người mà vừa 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 vậy đó bữa nào quý vị để một đống tiền đô la âm phủ để trong túi á để thêm mấy dòng chữ nữa mày cạo đầu đi tu đi con hết thờ rồi đó con mày mà đi lấy nữa là mày bị bắt là quýnh chết đó quý vị biết nghĩ là cái thằng ăn chờ mới vị sẽ thấy tội nghiệp nó liền những đức nói với vị nghề nghiệp sớm muộn gì cũng bị bắt những đứa sống thành phố 11 năm những đứa biết mà Có một lần ngay quận 6 mà những đứa thấy cái thằng ăn trộm bị bắt Nghĩ lên cái chuyện này rồi thôi tha thứ Trời ơi Người trong chùa, trong đạo Thì quý vị biết người ta tha thứ cho mình đó. Nhưng mà người ngoài đời Nó mà bắt ăn chợm nó quýnh chết Không ở tù cái vị biết đó. Trời ơi những đứa thấy một chặng nó quýnh Mà không tưởng tượng được đàn bà mà nó cầm gút cao quý vị Nó cầm lên nó bửa lên đầu lên cổ Xong tiếp tục công an phường đẩy lên xe quất thêm một chạch trên xe nữa đây là chính mắt như nước thấy nè quý vị mà từng thấy thành phố mà bắt được ăn chợ một quýnh quý vị sẽ biết nè có nghĩa là người nào cũng có quyền đánh cũng là con của cha mẹ ai đó người làm cha làm mẹ đó làm gì không đau lòng quý vị ai làm cha làm mẹ mà con mình đi ăn chậm mà quý vị vui không còn quý vị làm cha làm mẹ người ta mới bị đi ăn chậm quý vị nuôi con mình sau này quý vị làm cha làm mẹ có ngóc đầu lên nổi không quý vị rồi con quý vị ăn đồng tiền ăn trộm này Con quý vị sẽ làm nên danh gì quý vị Cuộc đời chúng ta Khổ đau mình còn nghĩ cái tương lai con mình chứ Nghề thì có nhiều nghề để có cuộc sống Dù là đời này mình có khổ gì khổ Nhưng mà mình làm cái nghề chân chính đi Đàng hoàng chính đôi tay mình Thí dụ như dù mình là một người con gái Mình có khổ cỡ nào để nuôi con tuyệt đối không bao giờ lấy chồng người khác mà kiếm tiền nuôi con Làm như vậy con mình sẽ hối hận khi nó làm con mình lắm nó hẳn mình vì nó mắc cỡ với người khác nên quý vị biết rằng cái nhân quả từng quần nó ghê gớm lắm nên người xưa mới nói là mua heo chọn nái cưới gái chọn dòng mẹ nó đã không đàng hoàng thì người ta nói đánh giá luôn đứa con gái này không đàng hoàng người ta nói như vậy mà quý vị thấy nè học theo nên mình dù cỡ nào chồng mắt sớm chính đôi tay mình cực khổ mà làm ra để nuôi con sau này con của mình cỡ nào cũng kính trọng mình Đã khổ một lần chồng rồi Đừng nên bước nữa Có những người nói Một mình nuôi con cực quá Nên ảnh đến ảnh nói Ảnh sẽ phụ nuôi con Thì nó phải nói vậy chứ sao Nó về nó in 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 Bỏ một trái mìn vô bụng Mới bị bự trà bá lên rồi mất tiêu Giúp đâu không thấy mà nó tạo thêm một bụng nữa rồi tạo thêm cái gánh nặng nữa rồi bị bị còn bị mang tiếng là lấy thêm chồng khác gia đình bên chồng mình sẽ coi thường mình tốt nhất nghe đạo rồi lỡ chồng xa mình hoặc chồng bỏ mình hoặc chồng chết thôi hiểu rồi khổ rồi ở vậy nuôi con tu hành đi nếu không có chỗ ở đến chùa hộ pháp ở <laughs> đang nuôi với bà già nè về đây ơi, ờ, lỡ đây chừng vài tháng sau tút bóng bẫy nó liền Với <laughs> những cô vô chùa mình tóc tai quấn quéo Mặt mày bèo nhèo <laughs> Vô chùa hai ba tháng sau trời gia đình vô nghe Bảy con không? Nó no đó Niệm Phật Trời ơi tóc đâu mất tiêu <laughs> Chụi lũi Mặt mày trắng tươi Mặt mạp lên ký mỗi ngày niệm phật lo cho các cụ già phước tăng duyên tăng ăn uống được ăn chay sống thoải mái không gần đàn ông cuối cùng mặt mày trắng trẻo tỉnh táo lại còn ngày xưa khờ buồn mà khờ khờ mà đến hỏi mà cười khờ luôn á vì thấy người cười khờ chưa quý vị đang ngồi đây là đang cười tươi nè quý vị biết người cười khờ không cười khờ là tâm tư đang buồn vô cùng chán vô cùng nặng nề vô cùng mà gặp người ta cười, cười ra nước mắt cười khờ á cười khờ mà mà cười như vậy đó mới bị khổ rồi mà còn cười nữa gọi là khổ khờ á nói vậy thấy không ghê thiệt chứ đó nên Phật Pháp có thể quá giải được Hiểu được định lực nhân quả rồi cởi mở tâm tư Không có buồn trách ai làm chi Mình đã tạo nhân thì gặt quả Dùng bốn chữ Thử thách mà thôi Thử thách thôi Ta bà khổ khổ không thể nào nói hết Mà đến đây không khổ Thì làm sao Phật nói như vậy Cái cõi đời này khổ không thể nào nói hết Mà không khổ Thì làm sao Phật nói là ta bà khổ Khổ không thể nào nói hết ngài mới giới thiệu thế giới cực lạc cực lạc vui vui chẳng nghĩ bàn ở đây quá khổ là tao bà khổ cực lạc là thế giới cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn nên chúng ta khổ quá mới tu nè chứ nếu như con người mà phô phớ chồng thương yêu lo lắng rồi cuộc đời cái gì cũng là là điều thành thành tựu, cái duyên vô cùng đặc biệt cái gì cũng tiện lợi khỏe vô cùng đi đến đây ngồi gì hả Quý vị nói khổ họ đâu có, đâu có nghe đâu, đâu có tin đâu Nhưng trong đây ngồi Tất cả người đang ngồi trong đây có duyên tu Nhưng quý vị có cái khổ á. Tất cả đang người ngồi ở đây đều có cái khổ hết Nên quý vị nghe gì quý vị mới có cái cảm xúc Ông thầy ông nói đúng có khổ Còn nếu như cõi chờ Không tu đâu quý vị à Cõi chờ không tu đâu Vì quá sung sướng Quý vị nói khổ họ không tin Họ nói làm gì khổ sung sướng quá làm sao mà Mà nói khổ được đó nên thà chúng ta sanh cõi người để tu chứ không sanh cõi chờ vì sao sanh cõi chờ quá sung sướng hưởng phước hết nó rớt xuống càng sâu nhớ đó nên từ nào đó hai bị nghe gì rồi mới thấy đúng là phóng một tình độ tuyệt vời quá tuyệt vời đây là báo vật vô giá đấy vị có một đoạn nè quý vị biết báo vật nào mới thực sự vô giá hay không Báo vật nào thánh hiệu a di đà đầy đủ vạn đức chính là báo vật vô giá một ngày bạn kiếm được 5 triệu 10 triệu đồng tiền cũng không bằng công đức niệm phật trong một phút một bên là tiền tài thế gian một bên là công đức sức thế gian làm sao mà so sánh được chưa tổ sư dạy đó nên quý vị biết rằng có những người ta nói trời ơi ngày chủ nhật đi tu chi cộng tu chi cho nó mệt ở nhà kiếm tiền chút đỉnh họ không hiểu đâu quý vị à không hiểu đâu nó nên tiêu tổ sư nó đây là báo vật vô giá là câu vật hiệu nè nhận đức thấy rõ ràng chính nhận đức chỉ một câu vật hiệu thôi nè có thể làm nên danh cuộc đời mình đó quý vị chỉ có một câu vật hiệu làm nên danh cuộc đời một con người mà không ai biết đến cái mặt như con mắm vậy đó trời trời những đức nó thật á nó quá tệ tệ nó mức không tưởng tượng được luôn vậy mà con người này có thể học phật niệm phật quý vị ngồi nghe vậy đó có những người ta ngồi ta làm như này muốn cắn mình luôn vậy đó. nghĩ đi trời ơi, con mắm này ngày xưa mà bây giờ con mắm này niệm phật mà bây giờ nó trở thành cái con gì mà mình cũng không biết nó nói quá tệ luôn vậy thấy không nên không cần thiết cái danh này làm gì thế gian này cho nó mệt chỉ cần mỗi ngày vui là được rồi Con gì kể nó Miễn con này vui được rồi Nên cả đời nhà Đức nói chuyện Cũng không xưng thầy một tiếng Chưa từng xưng thầy với ai một tiếng nào Chứ vì sao Không xứng đáng làm thầy Dây cực lạc mới xứng đáng làm thầy Ở cái cõi này chúng ta chưa xứng đáng làm thầy đâu Phàm phu lắm không Cố gắng mà tu hành thôi Không có gì cao xa cả quý vị à Nên rất mong quý Phật tử về đây ngay ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà Chúng ta đem những điều chia sẻ chân thật như vậy Để khuyên quý vị quý vị cố gắng niệm Phật đi Câu Phật hiệu này giải quyết cái khổ đau Của chúng ta mà cho người thân mình luôn đó Nên tất cả các cụ cố gắng mà niệm Phật Hay tất cả các cô Còn trẻ hay là lớn tuổi sùng sồn Già cả gì cũng vậy hay Cố gắng niệm Phật Tất cả các chú trẻ trẻ sùng sồn gì cũng nên niệm Phật đi Những đứa cũng sùng sồn nè 40 tuổi là sùng sồn á già chưa già mà trẻ cũng không trẻ đúng không sùng sồn nó đúng không nó sùng sồn niệm phật thấy chưa vui nè những đứa cũng rất mong đem niềm vui này chia sẻ cho quý vị để tất cả những người trong đây cái, cái sự khổ đau nên rơi rụng đi muốn rơi rụng được thì niệm phật chân thật mà niệm phật đi muốn bán khổ thì niệm phật nhớ phật thì quên khổ không nó nên nhắc như vậy để quý vị ấn tượng nó cấm vào tâm quý vị có vật hiệu Nghe như vậy rồi nó, nó an định tâm mình lại một chút ra cúng biết thực Phóng sanh Quý vị đi về đây đông người như vậy Nghe bao nhiêu chư hương linh thai nhi đi theo vị nè Rồi bao nhiêu con người mắc trong gia đình quý vị mà Mà chưa siêu thoát đang đi theo vị đó Từ nơi đó mà Chia sẻ Phật Pháp Là bố thí Pháp Đi ra cúng biết thực là bố thí tài Xác thực nghe không Phóng sanh là vô ý thí đó Cả ngày nay quý vị đi đến đây tu Nó có đầy đủ hết trơn rồi đó quý vị Nó có đầy đủ hết trơn đó Tức khắc bây giờ đến lúc quý vị về nhà Đem cái ấn tượng này về nhà để mà niệm Phật Rồi cầm theo chiếc máy Cố gắng cầm đâu cũng nghe đi Nó nhắc nhở suốt Nước luôn ở bên cạnh quý vị Đồng hành với quý vị Chừng nào chiếc máy hư đổi với máy khác đó. Nên đi đâu cũng cầm theo nghe Có khi nghe bất tử cười một mình đó Cười giống như bà điên vậy đó có nhiều người ở đây nghe rõ ràng mà trời ơi ngồi cười một mình ông chồng của nó bà làm gì bà cười đi kệ tôi kệ tôi nó vậy đó à, cầm nghe tự nhiên có những câu hét bất tử hết hồn có khi những đứa hét một tiếng hết hồn á không giỡn đâu tỉnh á tỉnh mộng á tỉnh tỉnh cơn mê á tỉnh cơn mê đờ <laughs> hét cho tỉnh vì coi đông người như vậy mà không ai ngủ gục là gì Hét á Nói chuyện như sấm sét như sao ngủ Chứ gặp mà lên đây Quý Phật tự... <laughs> Trời ơi chắc ngủ hết trơn quá Hồi nãy bây giờ lên đây mà ru á Kiểu mà nói nhỏ nhẹ, nói nhẹ nhàng đó Thì bắt đầu là <laughs> Trời ơi, ngủ mà kiểu mà ngủ thấy ghét ghê luôn <laughs> Kiểu ngồi sao mà nằm được ta ngồi ngủ mà tao đâu, ta đâu phải nằm nằm thì nằm im ngủ bây giờ nó ngồi mà nó ngủ gục thì ngủ hay sao <laughs> trời quay viên có những cô ngủ tội nghiệp ghê luôn á ngủ gì đâu mà gục gặt trời <laughs> có những bà bà lết nha bà lết từ đây bà lết 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 đợt đó, chủ nhật có cái bà đó bà, 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 bà nghe bà chịu nổi bà ngủ quá đó quá buồn ngủ bà lết nhưng đức thấy cái canh bà này bà này lết bà lết kỹ cho bà này bố có tạc hay sao kỳ cục rồi lết 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 bà lết vô cây cột bà dựa bà dựa xong bà quay bà nhìn những đứt nha những đứt bà thấy chắc là những đứa canh bà hay sao nha bà lết vô cây cột bà dựa cây cột xong tiếp tục bà, bà nhìn qua cái cửa bên kia cái phòng đó đó cái bà lết lại cái phòng cái bà nhìn những đứt nữa những đứt nói tôi canh bà đó canh bà đó <laughs> Đang canh bà đó trời <laughs> ơi ơi biết nè là... thôi ông bà bà dối cái tay bà ấy vì... quay cái cửa kẹt xô nhẹ qua bên cứ quay, cứ nhìn, có quay bên nhìn những đứa là bộ bắn nghe những đứa nói chuyện nữa ngày những đứa này tôi thấy rồi đó Đúng đùa hoài xong như đứa vừa quay qua đây những đứa thấy cái cửa ạ à, vô trong bả chui vô cái những đứa thấy có lấy cái chân đá cái cửa dịnh lại xong cái nói chuyện xong thời cái tới giờ hồi hướng những đứa thấy cái cửa mở ra bả chui ra bả chắp tay lên nguyện đem công đức này <laughs> trời ơi ngủ nguyên một thờ còn nguyện đem công đức này đi nghĩ đi thôi à, được rồi tôi xin chân thành chia cho bằng chút bà mà đem công đức này hồi hướng về cực lạc chứ ở thế giới cực lạc ngủ sạch nhách hết trơn quá <laughs> bà chịu không chịu nghe mà bà còn điện hiện đem công đức này mà ngộ lắm chúng ta khôn lắm quý vị ngồi nghe pháp niệm phật thì ngủ gục còn nguyện đem công đức thì tỉnh queo à <laughs> khí tế đó nghe ở ấy, giống như lễ quan âm bồ tát không lễ đâu ngồi ngủ gà ngủ gạt mà tới cái giờ mà niệm quan âm mà để hồi hướng á tỉnh queo quỳ lên rồi xong cái một chút đi cũng nghinh ngang lắm nghe cái cô kia hỏi bà lễ hết không xong hết <laughs> nãy hồi hướng thấy rồi quỳ lên rõ ràng mà hết chương luôn á <laughs> nên khi hồi hướng nói một câu cho ăn tình á những người lễ chưa đủ cũng đem công đức này hồi hướng trang trải bình đẳng và nay đúng rồi <laughs> không lại người ta cũng nằm ở đó mà <laughs> thấy chưa vậy cũng được đi nó còn bà này phải chui vô trong phòng mà bà, bà, bà canh ghê thiệt chứ tới giờ ngồi hướng tự nhiên thấy nó chui ra nguyện đem công đức này ôi công nhận đặc biệt thiệt đó nha <laughs> thấy chưa thì thấy không ai cũng cười thấy không không ai mà không cười nhìn kỹ coi ai cũng cười đó à, quý thấy đặc biệt không mỗi một người mà cười là một nụ hoa thấy không thấy à, chưa nhìn đi nguyên một cái xóm này cười vậy thì xóm này hạnh phúc đúng không, quý vị nên quý vị gì đây là gì an vui hạnh phúc đúng. chúng ta hôm nay học đến đây quý vị chấp tay hỏi hứ nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ